Kính chào quý khách hàng. Nhìn trên hình mọi người thấy nguyên một đám như vậy thì mọi người đoán được rằng cái chủ đề của cái video này là cái gì không? Thì nội dung video này là cái dây mình nói từ cái đầu thu micro không dây á, thì mình nên dùng cái jack 6 ly này nè, là loại CT hay là loại mono, tức là hai cái loại này đó, mình dùng cái loại nào? Thì cái câu trả lời á, rất là nhiều khách hàng cứ gọi em là anh muốn mua cái jack CT á, xài cho nó đã, xài cho nó ba lăng, xài cho nó CT đủ các kiểu ha. Thì cái video này em sẽ làm rõ cho mọi người biết khi nào mình nên xài cái con này và khi nào mình xài con này ha. Mình xài cái con này trong tất cả tình huống đều xài được ha, đều xài được. Con này dùng trong tất cả tình huống cũng đều xài được, đúng không? Nhưng cái con này nè, CT này nó mắc tiền hơn cái mono, và trong những tình huống không cần thiết thì mình sẽ tốn tiền, nó phí. Thì bây giờ trong tình huống nào là phí, trong tình huống nào là không phí, bây giờ em cho mọi người xem cái ví dụ để mà hiểu ha. Trên cái cơ sở là cái con này nó đắt tiền hơn cái con này. Em lấy ví dụ thằng Neutrik nha, em lấy Neutrik đi. Ví dụ thằng này là 101, còn thằng này là 107, nó hơn nhau 60 ngàn ha. Đó, thành ra mình dùng 60 ngàn mà mình phí thì nó không đáng. Rồi bây giờ vô vấn đề đi. Ở đây là vì cái video này nè, em phải tháo nguyên cái men của một cái con vang ra nè. Đó, cái bo của DSP của nó nè. Con này là 21489 nè, thấy không? Đây là con DSP của nó là, thấy chưa? Ha, 21489. Đó, em phải tháo cái con này ra luôn cho mọi người xem cho nó đã. Bây giờ thì em sẽ lấy cái con CT nha mọi người. Em sẽ cắm vào trong này. Đó, rồi em sẽ dùng cái đồng hồ em đo cho mọi người xem ha. Một bên này là CT ha, bên này là mono cho nó dễ. Rồi, mọi người nhìn cận cảnh ha. Đây là cái jack CT, đây là jack mono. Bây giờ em sẽ đo cho mọi người xem nha. Xem đi rồi hiểu ha. Nè. Không, tức là thằng này với thằng này nó liên lại với nhau, là cố tình nó hàng nó dính lại với nhau rồi ha. Còn tín hiệu nằm chỗ này nè, đó, tín hiệu là cái đường này ha. Tương tự, con bên này nó là tín hiệu nó nằm trên đường này ha, tín hiệu nằm trên đường này, mát đường này. Con nào cũng vậy, mát nó sẽ nằm dưới. Thì cái thằng này đang bị dư nè, thấy chưa? Thằng này là nó dính dưới đây rồi, giờ có cũng như không. Đó, mọi người hiểu ý em nói không? Bây giờ em rút ra nè. Thằng này nè là thằng giữa, mà bây giờ nó dính với mát rồi là do bản thân cái đầu nhận á, bản thân cái đầu nhận nó đã liên với nhau, nên bây giờ mình có cấm CT hay là mình cấm mono gì đều vô nghĩa, mọi người hiểu không? Nó đều biến thành mono hết ha. Mình cấm CT vô nó cũng biến thành mono, mà mình cấm mono vào thì bản thân nó là mono mà, nên nó sẽ nhận diện là mono. Tức là trong tình huống này, trong tình huống cái con van này, mình mua jack mono mình xài là ok rồi, mình mua jack CT mình cấm vô mình xài phí tiền ha, bởi vì nó cũng chuyển sang mono đó. Mọi người hiểu rõ chưa? Thì trong quá trình em test thử trên tất cả những dòng van cửa hàng em đang có, thì các cái dòng nè, S500 nè, S700 nè, S800 nè, S900 nè, mình đều cấm CT vô, nó đều ra mono hết. Có nghĩa là nó bị link ở bên trong rồi, thì mình có cấm CT thì nó cũng ra mono. Ok ha. Đây là con van S800, mọi người xem nhé. Đây ha, chạm nhau này 0.3, thấy không? Nè. Thấy chưa? Tức là bản thân này nó cũng dính với nhau rồi. Đó, mọi người tin em nhé. S500, S800, S690, S700, S900 đều là mono hết. Tức là mình đưa CT vô cũng ra mono luôn. Bây giờ mình vô cái con CAF38 nha mọi người. Nè, em cắm vô nè, nhìn nè nha. À. Ok ha. Nè, mọi người đo là thấy chưa? Đó. Nó không có chạm nhau. Có nghĩa là bản thân con này nó sẽ nhận được là CT CF38 ha. Tương tự con sao tớp mà S10 cũng là như vậy. Con lan nghe K5210 cũng là như vậy. Nó nhận được CT. Mình cắm mono vào nó vẫn nhận được ha. Bởi vì bản chất cái thằng mono thì thằng này nó dính như này. Rồi. Video thì em nghĩ rằng mọi người xem các cái phép đo của em là mọi người sẽ hiểu được vấn đề nhé. Còn ai không rõ thì cứ comment lên kênh nhé. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem qua video clip này.